đó là mấy em nhỏ nhỏ biết được những cái bài về những bài hát của Đồng Dao, thì như thế đã bắt đầu đi ra để mà tiếp cận là với cái dân ca của Việt Nam, thì tự nhiên trong tâm hồn của mấy em nó trong sáng như là những đứa trẻ em Việt Nam từ ngày xưa. Mà không phải chúng ta phải trang bị được như thế, thì khi mà bên nước ngoài có được những cái gì ồ ạt đi tới thì mấy em đã có một cái vốn sẵn sàng. Chúng tôi cũng có được những cái gì đẹp đẽ trong sáng và từ ông cha để lại mà chúng tôi tiếp cận. Thành ra bên ngoài có thể hát chơi rồi tôi quên, nhưng mà những cái bài dân ca chúng tôi hát nó thấm vào trong tim, thấm vào trong óc, để làm cho trang bị cho chúng tôi có được một cái vốn dân tộc. Thì thầy khen mấy con nhỏ mà hát hay, mấy con nhỏ mà được hay. Và thứ nhất là bé Hải Minh hồi nãy ngồi đường tranh, thầy đã khen con là con đờn có nhịp nhàng đúng, mà con sống với tiếng đờn, cái đầu con gặt gặt, cái tay con đúng đúng, thầy thấy rằng